Hạng Vũ được xem là danh tướng lẫy lừng trong lịch sử Trung Hoa. 25 tuổi, ông đã cầm quân đánh nhà Tần. 26 tuổi, đã tự mình xưng là Tây Sở Bá Vương, tự mình phân định thiên hạ. Và chiến công lẫy lừng nhất, nổi tiếng nhất của Hạng Vũ có lẽ là lật đổ nhà Tần. Mặc dù thất bại và phải tuốt kiếm tự vẫn trước Hán Cao Tổ Lưu Bang để trực tiếp kết thúc cuộc diện Hán Sở tranh hùng, nhưng với tài năng và khí khái của mình thì ông vẫn được hậu thế đời sau ngưỡng mộ và tôn trọng. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Hạng Vũ, kẻ chiến bại vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Hoa. Tuổi trẻ ngạo nghễ. Hạng Vũ sinh năm 232 trước công nguyên, người đất Hạ Tương, cháu nội đại tướng Hạ Yên nước Sở thời Chiến Quốc. Theo sử ký Tư Mã Thiên, dòng họ ông đời đời làm tướng nước Sở, được phong đất ở Hạng nên lấy họ là Hạng. Có thuyết cho rằng tổ tiên Hạng Vũ vốn mang họ Mị, là hoàng tộc nước Sở. Sau này, khi Sở diệt Lỗ năm 256 trước công nguyên, gia đình Hạng Yên do lập được nhiều công trạng nên được phong đất Hạng, trước kia thuộc nước Lỗ. Cha Hạng Vũ là Hạng Siêu mất sớm nên ông sống với chú là Hạng Lương. Lúc còn nhỏ, Hạng Vũ học chữ nhưng không thành, bỏ đi học kiếm thuật cũng không nên. Hạng Lương nổi giận mắng, Hạng Vũ nói, biết chữ chỉ đủ để viết tên họ mà thôi, kiếm chỉ đánh lại một người, không bỏ công học, nên học cái đánh lại vạn người. Hạng Lương nghe vậy bèn dạy cháu binh pháp. Hạng Vũ rất mừng, nhưng ông cũng chỉ học để biết qua ý nghĩa, chứ không chịu học đến nơi đến chốn. Hạng Lương có lần giết người, để tránh báo thù, bèn cùng cháu Hạng Vũ bỏ trốn đến đất Ngô Trung. Các hiền sĩ và đại tu ở đất Ngô Trung đều thua kém Hạng Lương, nên mỗi khi Ngô Trung có việc lao dịch hay tang lễ, Hạng Lương thường đứng ra lo liệu. Hạng Vũ sau này lớn lên có sức khỏe, tài năng và trí khí hơn người, con em ở đất Ngô Trung đều nể sợ. Có tích cho rằng, ông nâng được cả cái đỉnh nặng nghìn cân. Đời sau có câu, bá vương cử đỉnh để khen ông và cũng để chỉ những người có sức khỏe phi thường. Khi Tần Thủy Hoàng đi chơi đất Cối Kê qua Chiết Giang, chú cháu Hạng Lương và Hạng Vũ cùng đi xem. Hạng Vũ trông thấy vua Tần liền nói, có thể cướp và thay thế hắn. Hạng Lương nghe vậy vội bịt miệng cháu, đừng nói bậy, bị giết cả họ bây giờ. Tuy mắng cháu, nhưng nhân việc này, Hạng Lương biết cháu mình là kẻ khác thường. Bước đầu tiến thân. Tháng 7, năm thứ nhất đời Tần Nhị Thế, tức năm 209 trước công nguyên, Trần Thắng khởi nghĩa ở Đại Trạch, tự xưng là Trương Sở Vương. Tháng 9 năm ấy, thái thú quận Cối Khê tên là Ân Thông muốn cùng Hạng Lương khởi nghĩa hưởng ứng. Hạng Lương giả cách nhận lời, nhưng muốn tự lập chứ không muốn ở dưới quyền Thông. Vì vậy hôm sau, hai chú cháu vào phủ thái thú bàn việc, rồi tuốt kiếm chém đầu thái thú Ân Thông. Các môn hạ của Thông hoảng hốt rối loạn, một mình Hạng Vũ giết chết ngót trăm người, cả phủ đều sợ hãi, cúi đầu không dám chống cự. Hạng Lương liền triệu tập quan lại và hào kiệt đã quen biết từ trước, biểu dụ duyên cớ khởi nghĩa rồi trưng quân ở Ngô Trung, sai người thu gọi trai tráng ở các huyện trong phủ, được 8.000 quân tinh nhuệ. Hạng Lương cân nhắc những hào kiệt ở Ngô Trung làm các chức hiệu úy, hậu, tư mã, rồi tự xưng làm thái thú Cối Khê, phong Hạng Vũ làm kỳ tướng. Đầu năm 208 trước công nguyên, Trần Thắng bị tướng Tần là Trương Hàm đánh bại. Một tướng của Trần Thắng là Thiệu Bình nghe tin, liền vượt Trường Giang, giả truyền mệnh lệnh, phong Hạng Lương làm thượng trụ quốc nước Sở và dục Hạng Lương sang sông Tây tiến đánh Tần. Hạng Lương bèn đem 8.000 người vượt Trường Giang đi về hướng Tây. Sau khi thu hàng các tướng khởi nghĩa chống Tần khác là Trần Anh, Anh Bố, Bồ Tướng Quân, quân của Hạng Lương được tất cả 6-7 vạn, mạnh lên rất nhiều, đóng ở Hạ Bì. Hạng Lương mang quân qua sông Hoài, sai Hạng Vũ cầm một cánh quân đi đường khác đánh Tương Thành. Khi hạ được thành, Hạng Vũ sai chôn sống tất cả dân trong thành, rồi trở về báo tin cho Hạng Lương. Sau đó, Hạng Lương biết tin Trần Thắng đã chết, bèn theo kế của mưu sĩ Phạm Tăng, lập dòng dõi nước Sở cũ là Mễ Tâm lên ngôi, gọi là Sở Hoài Vương. Nghe tin Mễ Tâm lên ngôi, nhiều tướng chống Tần về theo, trong đó có Lưu Bang. Ngay sau đó, Hạng Lương sai Hạng Vũ cùng Lưu Bang đem binh đến Thành Dương, sau đó tiến quân về hướng Tây đánh phá quân Tần. Còn mình thì kịch chiến với quân chủ lực Tần của Trương Hàm. Sau khi thắng hai trận, Hạng Lương chủ quan khinh địch. Trương Hàm được tiếp viện, nửa đêm đánh úp quân Sở một trận tan tành ở Định Đào. Hạng Lương tử trận.
Nghe tin, Hạng Vũ bàn với Lưu Bang rút quân về phía đông để lấy lại nhuệ khí, hợp với quân của Lã Thần, một tướng cũ của Trần Thắng, về cố thủ ở Bành Thành thuộc nước Sở. Chiến thắng Cự Lộc. Sau khi đánh bại quân của Hạng Lương, Trương Hàm cho rằng quân nước Sở không đáng lo nên đã vượt Hoàng Hà qua đánh nước Triệu, vây vua Triệu là Yết cùng tướng quốc Trương Nhĩ trong thành Cự Lộc. Quân chư hầu có tới hội quân nhưng không dám đánh. Về phía nước Sở, sau khi thua to ở Định Đào, Sở Hoài Vương lo sợ. Từ Vu Thai đến Bành Thành, dồn cả quân của Hạng Vũ, Lã Thần làm một và thân hành cầm quân. Theo ý kiến của các nhà nghiên cứu Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê, việc Hoài Vương lấy quân của Hạng Vũ và Lã Thần lại không lấy quân của Lưu Bang chứng tỏ vua Sở đã có ý nghi ngại dã tâm của Hạng Vũ. Quân Sở về hội ở Bành Thành, nước Triệu sai sứ đến cầu cứu khẩn cấp. Sở Hoài Vương bèn phát lệnh đánh Tần, ra giao ước với các đạo quân trong chư hầu rằng ai tiến vào Quan Trung trước thì được làm vua Quan Trung. Theo lời các lão thần, Sở Hoài Vương phong Lưu Bang làm bái công, cử cầm quân theo đường chính diện phía Tây để tiến vào Quan Trung, còn với cánh quân của Hạng Vũ, vua Sở sai đi lên phía Bắc cứu nước Triệu. Để kiềm chế Hạng Vũ, Hoài Vương còn cử Tống Nghĩa làm thượng tướng quân của cánh quân cứu Triệu này, còn Hạng Vũ chỉ được làm thứ tướng, phong làm Lỗ Công, cùng mưu thần Phạm Tăng làm mạt tướng đi đánh cánh quân chủ lực của Tần do Trương Hàm chỉ huy. Việc phân công nhiệm vụ này dẫn tới sự bất mãn của Hạng Vũ với Sở Hoài Vương sau này. Các biệt tướng đều ở dưới quyền Tống Nghĩa đi đến An Dương, ở lại 46 ngày không tiến quân mà sứ giả nước Triệu liên tục tới cáo cấp. Hạng Vũ sốt ruột muốn tiến quân nhưng Tống Nghĩa không nghe theo. Thậm chí, để gian đe ý định tiến quân của Hạng Vũ, Tống Nghĩa bèn ra lệnh trong quân. Ai mạnh như hổ, bướng như dê, tham như sói, cứng đầu không thể sai khiến được, đều chém tuốt. Nghĩa lại sai con là Tống Tương sang làm tướng nước Tề, thân hành tiễn con đến đất Vô Diệm, uống rượu hội họp linh đình. Trời lạnh, mưa to, quân sĩ đều đói rét. Hạng Vũ nửa tức giận trước hành động ăn uống phè phỡn trong sự đau khổ của quân dân, nửa lo sợ sẽ lỡ mất thời cơ tiến quân, đã quyết định giết Tống Nghĩa để ra quân. Buổi sáng hôm sau, Hạng Vũ lấy cớ vào hầu thượng tướng quân Tống Nghĩa, rồi bước vào trướng chặt đầu Nghĩa. Các tướng đều sợ hãi, cúi đầu xin theo. Hạng Vũ sai Hoàn Sở báo với Hoài Vương, đồng thời đuổi giết nốt Tống Tương. Hoài Vương nhân đó phong Vũ làm thượng tướng quân, anh bố và bồ tướng quân đều ở dưới quyền Hạng Vũ. Sau khi giết Tống Nghĩa, uy thế của Hạng Vũ vang dội ở nước Sở, nổi tiếng khắp các chư hầu. Ông sai hai mãnh tướng là anh bố và bồ tướng quân cầm 20.000 quân vượt sông Hoàng Hà đến cứu Cự Lộc. Vì chiến sự còn ít thắng lợi nên Trần Dư lại xin quân tiếp viện. Hạng Vũ liền đem tất cả đại quân vượt Hoàng Hà, bắt quân lính phải dìm đắm thuyền, đập vỡ nồi nấu cơm, đốt lều trại, chỉ mang lương thực trong 3 ngày để tỏ rõ. Sĩ tốt quyết tâm liều chết, không chịu quay về. Hạng Vũ đã cầm quân phải đánh tướng Tần là Vương Ly, đánh 9 trận thì thắng cả 9, cắt đứt đường tiếp tế lương thực của quân Tần. Kết quả là ông đã hạ được quân Tần, giết Tô Giác, bắt sống Vương Ly, Thiệp Nhàn phải tự thiêu mà chết. Chiến thắng Cự Lộc đã khiến cho các nước chư hầu phải khiếp sợ. Khi vào gặp Hạng Vũ thì họ chỉ dám quỳ gối đi tới chứ không dám ngẩng lên, và Hạng Vũ từ đó đã trở thành thượng tướng quân của các nước chư hầu. Bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên lại ghé thăm kênh mới của nhóm chưa tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nha các bạn. Dìm Tần Quốc trong biển máu. Tướng Trương Hàm lúc đó đóng quân ở Cước Nguyên, Hạng Vũ đóng quân ở phía nam sông Trương. Hai bên cứ giữ thế nhau chưa giao chiến. Quân Tần sợ uy thế quân Sở, nhiều lần rút lui. Tần Nhị Thế sai người đến trách Trương Hàm. Trương Hàm sợ, sai Tư Mã Tân đi yết kiến vua Tần để tâu xin định đoạt. Tư Mã Hân đến Hàm Dương đợi ở cửa Tư Mã 3 ngày. Triệu Cao không cho yết kiến vì muốn giấu tin bại trận và cũng muốn tìm cách hại Trương Hàm. Hân quay về báo lại tình hình trong triều và khuyên Hàm hàng Sở. Trong lúc Trương Hàm còn đang do dự thì Hạng Vũ đã sai bồ tướng quân ngày đêm đem quân vượt bến Tam Hộ, đóng quân ở phía nam sông Trường, đánh tan quân Tần lần thứ hai. Sau đó, Hạng Vũ đem tất cả quân đánh quân Tần trên sông Vu Thủy. Trương Hàm thua trận, sợ cuống cuồng, sai người yết kiến Hạng Vũ, muốn giao ước đầu hàng.
Lúc đó, Hạng Vũ mới đồng ý cho Trương Hàm yết kiến ở Ân Khư, phía nam sông Hoàn Thủy, lập Trương làm Ung Vương, giữ lại ở trong quân đội của Sở, cho Trường Sử Hân làm Thượng Tướng Quân, cầm quân Tần để đi tiên phong đánh Tần. Sau khi dụ hàng, thấy quân Tần của Trương Hàm còn quá đông, lại còn bị binh lính dưới trướng của mình ra sức trả thù, khiến họ có ý làm phản, Hạng Vũ liền gọi anh bố và bồ tướng quân bàn rằng: "Tướng sĩ của Tần vẫn còn đông, bụng chúng không phục ta, đến Quan Trung mà chúng cũng không theo ta thì việc lớn sẽ nguy, chỉ bằng giết chúng đi, chỉ giữ lại Trương Hàm, Trường Sử Hân, Đô Úy Ế để cùng vào đất Tần mà thôi." Việc Hạng Vũ giết hàng vạn tù binh Tần không được sử sách Trung Quốc chép lại cụ thể. Giai thoại kể rằng, phía tây của thành Tân An lúc bấy giờ vừa vặn có một đồng cỏ ngoại ô rất lớn. Hạng Vũ liền ra lệnh cho 20 vạn tù binh đào hố sâu, để rồi chính họ bị chôn sống trong hố sâu đó. Những người cố gắng tìm cách chạy thoát đều bị chém chết và ném xác vào đó. Ngày nay, mộ chôn tập thể của quân Tần vẫn thường được nhắc đến gần xã Nghĩa Mã, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Đây là sự kiện được xem là một trong những vụ thảm sát lớn nhất trong lịch sử cổ đại Trung Quốc và được ví với việc chôn sống 40 vạn quân Triệu đầu hàng dưới tướng Tần là Bạch Khởi trong trận Trường Bình thời Chiến Quốc. Sau đó Hạng Vũ và Lưu Bang gặp nhau tại Yến Hồng Môn. Mưu thần Phạm Tăng mấy lần tìm cách sát hại Lưu Bang trên bàn tiệc, nhưng Hạng Vũ do dự, không quyết đoán vì thấy thái độ của Lưu Bang quá khép nép. Ông tin rằng Lưu Bang thực lòng nhường lại Quan Trung và không dám chống lại ông, kết quả để Bang trở về bá thượng. Mấy ngày sau, Hạng Vũ đem binh về hướng Tây hạ thành Hàm Dương, giết vua Tần là Tử Anh, đốt cung thất nhà Tần, lửa cháy liền 3 tháng không tắt. Ông thu của cải châu báu, phụ nữ đem về nước Sở. Hầu Sinh khuyên: "Đất Quan Trung bốn phía có núi sông che chở, đất đai phì nhiêu, có thể đóng đô ở đấy để xây dựng nghiệp bá." Hạng Vũ thấy cung thất nhà Tần đều bị đốt phá, lòng trạnh nhớ quê, muốn về miền Đông liền nói: "Được phú quý mà không về làng cũ thì cũng như mặc áo gấm đi đêm, còn ai biết gì?" Sai lầm dẫn tới diệt vong. Sau khi hoàn thành công cuộc bình định, thừa lệnh vua Sở, Hạng Vũ mở Yến Hồng Môn, tự phong mình là Tây Sở Bá Vương, tiến hành phân phong cho các chư hầu. Trong việc phân phong này, ông đã phạm 3 sai lầm cực kỳ lớn. Thứ nhất, cho mưu sĩ Phạm Tăng luôn tìm cách giết Lưu Bang ngay trong tiệc. Hạng Vũ vẫn tỏ ra vô cùng coi thường và cho Lưu Bang trở về Ba Thục, một nơi vô cùng giàu có và có địa thế dụng võ cực kỳ tốt. Thứ hai, cách phân phong vô cùng thiên vị cho những người đã theo ông diệt Tần đã khiến cho các chư hầu khác tức giận, dẫn đến việc sau này khi Lưu Bang đông tiến đánh Hạng Vũ, đa phần chư hầu đã làm phản theo Hán quân. Thứ ba, vì vốn có thái độ trọng võ khinh văn từ nhỏ, khi lên nắm quyền, Hạng Vũ không ngần ngại ruồng rẫy hầu hết các danh sĩ như Hàn Tín, Trần Bình, khiến họ bỏ quân Sở, đi theo Lưu Bang. Tháng 4 năm 206 trước công nguyên, các chư hầu bãi binh trở về nước. Để chiếm lấy nước Sở cho mình, Hạng Vương lấy lý do: các vị đế vương xưa, nước vuông, ngàn dặm đều ở thượng lưu dòng sông, sai người đưa vua Sở Nghĩa Đế khỏi Bành Thành đến Trường Sa, ở Sâm Huyện. Trên đường tới Sâm Huyện, Hạng Vương bí mật sai Hành Sơn Vương Ngô Nhuế và Lâm Giang Vương Cô Ngao sát hại vua Sở trên sông Trường Giang. Thế là ông mắc thêm tội giết vua, thành sai lầm thứ tư khiến quân Lưu Bang về sau thêm phần hùng cường. Ngay trong năm đó, Lưu Bang dẫn quân đánh Hạng Vũ và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn của nhân dân và các thế lực chư hầu. Tuy nhiên, vì thế lực còn rất mạnh, Hạng Vũ vẫn liên tiếp giành nhiều chiến thắng trước quân Hán. Đặc biệt vào tháng 4 năm 205 trước công nguyên, quân Sở của Hạng Vũ đại thắng quân Hán tại Bành Thành, giết hơn 10 vạn quân Hán, bắt được cha và vợ Hán Vương là Lã Trĩ. Tuy nhiên, Lưu Bang đã cao tay hơn, giăng bẫy lừa làm Hạng Vũ tự tay đuổi lão mưu sĩ Phạm Tăng, khiến ông này uất ức mà chết. Mất Phạm Tăng, cán cân sức mạnh lúc này đã thuộc về Lưu Bang. Trong một năm sau đó, quân Hán sống dựa vào nguồn kinh phí do Tiêu Hà kinh doanh ở Quan Trung chu cấp, dần dần củng cố lực lượng, lớn mạnh hơn quân Sở nhiều lần. Hai bên giảng hòa, giao hẹn lấy Hồng Câu làm ranh giới, chia đôi thiên hạ, đình chiến ở giới tuyến quân sự. Hạng Vũ phóng thích Lưu Thái Công và Lã Trĩ vào tháng 10 năm 203 trước công nguyên. Tuy nhiên, ngay khi thực thi thỏa ước, quân Hán đã trở ngược mũi giáo đánh Hạng Vũ. Năm 202 trước công nguyên, Lưu Bang cùng quân của chư hầu đánh quân Sở thắng Hạng Vũ một trận quyết liệt ở Cai Hạ.
riêng cánh quân tề của Hàn Tín đã có 30 vạn người. Ngoài ra, Khổng tướng quân ở cánh trái, Phí tướng quân ở cánh phải, Lưu Bang ở phía sau, Chu Bột, Sai Vũ ở sau lưng Lưu Bang. Toàn thể quân Hán có đến 5-60 vạn, quân của Hạng Vũ chỉ vào khoảng 10 vạn, lực lượng rất chênh lệch. Hạng Vương đóng quân ở trong thành Cai Hạ, binh ít, lương dần hết, quân Hán và quân chư hầu bổ vây mấy vòng. Đang đêm, thức dậy nghe quân Hán ở bốn mặt đều hát giọng Sở. Hạng Vương kinh hoàng nói, Hán đã lấy được Sở rồi sao? Sao mà người Sở lại đông như thế? Trong thời khắc nguy kịch đó, Hạng Vũ đã phải chứng kiến điều mà ông không hề mong muốn. Người ông yêu, nàng Ngô Cơ, vì không muốn trở thành mối lo cho chồng, đã tự vẫn. Mối tình sắt son tan tác vì thời cuộc. Năm 15 tuổi, một buổi chiều tà, khi Hạng Vũ sang thăm bà ngoại, Hạng Vũ vô tình bắt gặp một thiếu nữ đang giặt quần áo bên dòng sông. Nét đẹp trong sáng như tiên nữ giáng trần, đôi mắt hồ thu, cái nhìn mơ màng xa xăm của thiếu nữ lập tức chiếm hết tâm trí chàng trai trẻ. Sau khi tìm hiểu, Hạng Vũ được biết đó chính là nàng Ngô Cơ, con gái cưng nhà họ Ngô. Hạng Vũ không kìm được lòng, bèn nhờ cậy bà ngoại đến nhà họ Ngô mai mối. Chiều lòng người cháu sớm mất cha, bà ngoại Hạng Vũ đã đến cầu thân với gia đình họ Ngô. Dù gia đình họ Hạng không được như trước kia, nhưng họ cũng đời đời làm tướng, nên đương nhiên gia đình Ngô Cơ đã gật đầu đồng ý. Ngô Cơ nghe chuyện, lòng mừng thầm vì tướng mạo tuyệt vời và tài cung kiếm của Hạng Vũ đã chinh phục được trái tim người con gái trẻ này từ trước đó. Ngô Cơ yên lòng, chờ ngày được gặp ý trung nhân. Đột nhiên, nhà họ Hạng có biến, Hạng Vũ phải trốn sang đất Ngô Trung để tránh báo thù. Từ đó, Ngô Cơ và Hạng Vũ yêu trong xa cách. Dù xông pha khắp các chiến trường Nam Chinh Bắc Chiến, nhưng Hạng Vũ vẫn một lòng nhớ đến Ngô Cơ. Năm 24 tuổi, Hạng Vũ cùng chú của mình giấy binh hưởng ứng phong trào chống lại nhà Tần, và khi tham gia nghĩa quân, Hạng Vũ đã có dịp gặp Ngô Tử Kỳ, là anh trai của Ngô Cơ. Qua Ngô Tử Kỳ, Hạng Vũ được biết, cũng giống như mình, Ngô Cơ ở nhà một lòng thương nhớ người yêu. Nàng từ chối các đám mối mai, trung tình chờ đợi Hạng Vũ đã gần chục năm trời. Cảm động trước tấm chân tình của người yêu, ngay lập tức, Hạng Vũ cho đón Ngô Cơ về với mình. Mối tình khắc cốt ghi tâm tưởng như đứt đoạn, đến lúc ấy lại được nối lại. Ngô Cơ từ ngày hội ngộ người cũ cũng chinh phạt bốn phương. Không những thế, Ngô Cơ còn học múa kiếm, bắn cung để trình diễn ca khúc khải hoàn cổ vũ mỗi lần Hạng Vũ chiến thắng trở về. Không chỉ là người đồng hành, chính nàng là người lắng nghe và chia sẻ, giúp Hạng Vũ vơi bớt buồn đau và vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Sự tinh tế, dịu dàng của một mỹ nhân càng khiến Hạng Vũ thêm cảm kích, nể phục. Ngô Cơ chẳng có thân phận gì rõ ràng, người ta chỉ gọi nàng với cái tên giản dị là Ngô Mỹ Nhân, và ai ai cũng biết nàng là người con gái được đại tướng quân Hạng Vũ vô cùng sủng ái. Ngô Cơ cũng không phàn nàn gì về thân phận của mình, nàng bằng lòng với việc được ở bên cạnh người đàn ông mà nàng hết lòng thương yêu. Tình yêu sâu nặng của họ đã gặp phải trở ngại lớn khi Lưu Bang đánh úp Hạng Vũ, khiến ông phải cho quân chạy vào thành Cai Hạ. Tại đây, binh ít, lương hết, một không khí ai oán bao trùm, Hạng Vũ uống rượu cùng Ngô Cơ và làm bài thơ tỏ rõ nỗi lòng đau đớn. Tương truyền, máu Ngô Cơ đổ xuống mọc lên một thứ cỏ, hễ rót rượu gần bên thì cỏ múa lả lướt. Người ta gọi ấy là cỏ Ngô Mỹ Nhân. Khi nàng chết, Hạng Vương khóc chảy nước mắt. Lúc Hạng Vũ dẫn theo 800 kỵ binh phá vòng vây xông lên, đến Ô Giang Khẩu thì chỉ còn lại 28 người. Từ trong bụi lau xuất hiện một con thuyền nhỏ, người chèo thuyền nói với Hạng Vũ, lão phu đã chờ đợi đại vương ở đây lâu rồi, lên thuyền của lão qua sông thì Hạng Vương sẽ được an toàn. Nhưng Hạng Vũ lại đứng im bất động, lắc đầu nói rằng, ta còn mặt mũi nào để gặp lại dân chúng Giang Đông nữa, rồi rút kiếm tự sát. Khi đó ông đúng tròn 30 tuổi. Cái chết của Hạng Vũ khi ấy bị nhiều người đương thời chê bai, gọi ông là kẻ dũng phu, chỉ biết lo cho danh dự của bản thân mình mà không biết phấn đấu tới cùng. Tuy nhiên, nhiều học giả đời sau phân tích và đánh giá cao quyết định của ông. Trung Quốc thời đó hết chịu cảnh Xuân Thu chiến quốc, sự bóc lột của nhà Tần, nay là đến cảnh Hán Sở tranh hùng. Và Hạng Vũ biết rằng người kết thúc chiến tranh chỉ có thể là ông hoặc là Lưu Bang. Chính vì vậy, mặc dù là kẻ thua cuộc, nhưng Hạng Vũ vẫn được nhiều học giả và nhân dân Trung Hoa tôn thờ, coi là hình mẫu của bậc trượng phu mà đời sau phải noi theo. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.